Sau đây là kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3, ngày 26 tháng 3 năm 2024. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 1. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 6, 4. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9280, 5794, 4142. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6851. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 93163, 95281, 35086, 34239, 46722, 28840, 06526. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 63693, 89010. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 63048. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 74697. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 01770. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 01770.